Nè, anh làm cái gì mà chậm dữ vậy hả? Trời, cô chủ thử bưng hết đống này coi, coi chậm không nè anh. Như em, ủa không? Như tôi mặc một năm đúng bộ đồ cho nó khỏe. Có như cũng rớt. Rớt đồ của tôi rồi kìa. Cái mặt anh thái độ gì vậy hả? Đi với cô chủ mà như vậy đó hả? Bưng nguyên siêu thị rồi sao không mệt? Cười lên coi. Tôi tỉnh lên. Tôi nữa. Cô chú. Cô chú. Chạy đâu vậy cô chú? Cô chú. Chạy tôi với. Bắt cô chú. Bắt cô chú. Chạy tôi vậy cô chú ơi. Cô chú. Đứng lại cô chú. Hay quá. Hay quá chơi. Anh bảo vệ quá. Bắt cái gì? Quá. Ông chủ biết. Giết chết. Cô gái. Cái gì giết? Cô gái đang chạy á. Rồi. Anh bình tĩnh. Anh bình tĩnh. Các cổ. Cái đâu á? Rồi tôi hiểu vấn đề rồi. Một cô gái bỏ chạy. Cắt cổ ông chủ. Rồi tôi hiểu vấn đề rồi. Tất cả tập trung chú ý. Tôi đã phát hiện một kẻ tình nghi bắt cóc phụ nữ tại tầng 3. Đề nghị anh em tập hợp gấp. Đặc điểm nhận dạng: mang giày đen, mặc quần đen, mặc áo vest đen, mắt kiến đen, full đen toàn tập. Chỉ có xã hội đen mang mặt như vậy thôi. Chắc chắn đây là kẻ bắt cóc phụ nữ. Đề nghị anh em hỗ trợ gấp. Anh em hỗ trợ gấp tại tầng 3. Hỗ trợ gấp. Xin lỗi. Mày nè, cho hỏi có thấy cô gái mặc áo váy hồng chị trắng đi hướng nào vậy hả? Bên kia kìa. Ok, cảm ơn nha. Nè, có hai con gấu nè. Cảm ơn anh nha. Cô chủ, chờ tôi, cô chủ ơi. Ủa? Cái giỏ của tôi. Với cô gái kia rồi. Làm sao để đổi lại đây? Trời ơi, cái gì đây? Trời ơi, mấy em ơi, sắp tới giờ chia tay với thầy rồi mà em phá thầy vậy là sao? Quà chia tay của tụi em phải ấn tượng thì thầy đi thầy mới nhớ tụi em chứ thầy. Trời ơi. Đúng rồi thầy ơi, còn có cái app mỹ nhân ngư nữa nè. App này là tụi em đặc biệt viết riêng cho thầy đó nha. Đây tụi em gửi cho thầy xem. Thôi. Thầy cảm ơn em. Vinh dự này lớn quá thầy không dám nhận. Thấy không? Các em tổ chức ra, các em chơi, các em vui, các em sướng tự một mình các em đi. Thầy cảm ơn. Trời ơi, Mỹ Nam. Gì mà đẹp dữ vậy trời. Nè nha. Tém lại. Tém gì? Hôm nay lớp mình nhộn nhịp quá ha. Lớp mình lúc nào cũng vui hết á. À các em, thầy xin giới thiệu cho các em, đây là thầy Khải. Thầy Khải sẽ thay thế thầy tạm thời làm chủ nhiệm lớp trong vòng 6 tháng. Bởi vì trong thời gian này thầy sẽ đi nâng cao chuyên môn ở ngoài Hà Nội. Thầy tạm biệt các em. Thầy tâm sự nhờ thầy nha. Cố gắng mạnh mẽ đó nha thầy. Cố gắng lên nha. Cảm ơn thầy nhiều lắm. Thầy chào các em nha. Thầy đi nha. Đi. Chào mọi người. Tôi là Trần Văn Khải, chủ nhiệm lớp mới thay thầy Dũng. Đồng thời tôi sẽ dạy các em môn quản trị nhân lực. Các em cứ bày trò thoải mái. Tôi sẽ dựa vào điều luật của trường và khoa để tính trong kết quả cuối kỳ của mọi người. Ai là đại diện lớp này? Dạ, chào thầy. Em là Hoàng
À, rất vui gặp em. Từ nay tới chiều các em không còn tiết học nào đúng không? Tôi đã nhìn vào lịch sử hoạt động của lớp, thấy các bạn rất ít hoạt động công tác xã hội. Cuối kỳ sẽ thiếu điểm chuyên cần. Còn chiều nay thầy sẽ giúp các em kiểm điểm. Ok không? Thầy lấy công trả tương mà. Ủa, thì tụi em không chịu làm công tác xã hội, thầy phải kiếm công việc của người làm vườn cho tụi em kiếm điểm thi đua chứ. Nè, uống nước đi. Thầy sẽ giải thích cho em tại sao uống nước rất tốt cho sức khỏe, nhất là cho những người mới vận động quá sức như em vậy đó. Nè. Trả điện thoại cho thầy đi. Ủa? Điện thoại gì vậy thầy? Làm nguyên đêm hôm qua, em tra password hoài mà không có được. Giờ nó bị khóa rồi đó. Xin lỗi thầy nha. Tụi em đi cắt cỏ và viết bản báo cáo đem lên văn phòng khoa cho thầy. Cảm ơn em. Thầy. Trời ơi, thật là tức quá đi mà. Chuyện này không thể bỏ qua. Ôi, thầy, thầy ơi, thầy, thầy đừng. Ủa làm gì lo cho anh ta dữ vậy? Lo lắng đồ. Đi thôi. Đi. Yeah. Lớp trưởng. Dạ em chào thầy. Em có việc phải đi trước. Giống giờ sớm hay học, tụi em làm loạn lên. Đứa thì coi phim, đứa thì bán mỹ phẩm. Tụi em còn đem môn khác vô quấy rầy lớp của cô, đúng không? Ủa sao thầy biết hay vậy thầy? Thầy ơi, thầy có bằng chứng gì không thầy? Việc của tụi em làm á, mà còn hỏi thầy bằng chứng à? Em là lớp trưởng, em không biết quản lý mấy đứa mà còn thái độ với thầy sao? Mọi người lớn hết rồi mà, ai làm người đấy chịu mất gì thầy đổ lỗi cho bạn không? Thì thầy tìm cho ra bằng chứng đi, tìm đúng người đúng tội rồi thầy hãy phán xét. Thầy là chủ nhiệm lớp mà. Xin phép thầy em đi nha. À, mà thầy chỉ ở đây 6 tháng thôi đúng không? Em nghĩ là thầy nên tập thể lực để cho não của thầy thiệt là tốt, để còn có nhiều sức chịu đựng nữa nha. Còn nữa, thay vì thầy bức xúc cho cô xã hội thì em nghĩ thầy nên tự lo cho bản thân mình thì tốt hơn. Dạ, em xin phép thầy. Thầy không chịu nổi lớp tụi em đâu. Thầy, mèo Facebook thì cài bảo mật 2 lớp chưa? Cài liền đi thầy. Em vậy chứ nha.